Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2024, em Vũ Tota Hải Dương xin phép gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn về chiếc xe Toyota Camry, một chiếc xe đã qua sử dụng, xe sản xuất và đăng ký năm 2020. Phiên bản trước màn hình nhỏ của quý cô chú anh chị đây là phiên bản 2.5Q. Hiện tại chiếc xe này bên em đã kiểm tra qua 176 hạng mục, chất lượng rất là tốt, và hôm nay bên em sẽ gửi đến cho quý cô chú anh chị chiếc xe này chạy 6 vạn km và bên em đang chào bán với mức giá là 980 triệu đồng với một chiếc xe Toyota Camry ông vua ở phân khúc sedan hạng D. Phiên bản này có động cơ là 2.5, phiên bản này là phiên bản 2.5Q, thì chất lượng xe và hình thức còn rất là đẹp, xe chạy 6 vạn km thôi. Camry thì luôn là sự lựa chọn rất là êm ái trong phân khúc sedan hạng D. Chúng ta có thiết kế rất là đẹp của phiên bản 2020 này. Chúng ta có hệ thống đèn này, đèn bi LED rồi. Cụm đèn này sẽ chiếu sáng rất là tốt khi quý cô chú anh chị các bạn di chuyển vào ban đêm. Dưới tản nhiệt này. Đấy. Mặt ca lăng rất là đẹp. Xe này màu trắng ngọc trai ạ. Mâm bánh xe đấy ạ. Đa chấu 18 inch. Mức tiêu hao nhiên liệu đây ạ. Đi đường trường thì sẽ rất là tiết kiệm nha cô chú anh chị nhé. 5,4 lít. Hỗn hợp rơi vào khoảng tầm 8 lít ạ. Nội thất kem ạ. Bên em thì cam kết gửi đến cho quý cô chú anh chị là xe không tai nạn này, thủy kích ngập nước này, hồ sơ pháp lý thì rõ ràng này, và chất lượng xe thì còn rất là tốt này. Cửa rất chắc chắn với phiên bản mẫu xe Camry này, ngồi rất là rộng rãi và thoải mái ạ. Ly lông chưa bóc rồi. Đấy, điều chỉnh ngả ghế, âm lượng này rất xịn sò vậy ạ. Rèm che này đầy đủ hết. Cô chú anh chị các bạn quan tâm đến chiếc xe Toyota Camry 2020 phiên bản 2.5Q màu trắng ngọc trai này có thể đến showroom Toyota Hải Dương để trực tiếp xem xe và lái thử. Hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 980 triệu đồng. Xe chất lượng cao, cam kết không tai nạn, hồ sơ pháp lý rõ ràng, máy móc hộp số bảo hành nguyên zin đến cho quý cô chú anh chị trong thời gian 1 năm, và cũng có nhiều phần quà tặng khuyến mại với khách hàng mua xe cũ tại Toyota Hải Dương. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Xin kính chúc quý khách hàng luôn luôn bình an, lái xe an toàn. Ai có nhu cầu quan tâm thì vui lòng liên hệ với em Vũ qua số máy hotline để bên trên màn hình nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.